gì à? Ý định để anh Tuấn nó sống chui sống nhủi hay gì? Mẹ! Trời! Con bị sao vậy hả? Vô đây coi! Trời đất ơi, mặt mày sao vậy nè? Trời ơi coi, con có sao không con hả? Ai đánh con mà nông nổi vậy chứ hả? Trời ơi, con trai của mẹ! Trời đáng đời! Đây là hậu quả nó gây ra, nó phải gánh chịu, bà không cần phải lo cho nó. Dì à, bây giờ con nghĩ là cho Tuấn nó vô chạy cải tạo đi. Ở nhà mình không dạy được á, thì trong đó người ta dạy cho. Mày nói cái gì vậy hả? Đó, ông thấy chưa? Ông thấy đứa con gái của ông không? Nó độc ác gì vậy á? Nó muốn đẩy á, thằng Tuấn vô chạy cải tạo mà. Thì hay lắm, chị định á, đẩy tôi vô chạy cải tạo, rồi chị chiếm đoạt tài sản cái gì? À, thôi được rồi, mọi người im hết đi. Tới non nước này rồi, bà coi ai đó, bà kêu bán nhà đi. Tôi với bà đi tìm xứ khác mà sống. Không, tôi không có đi đó đó. Còn mày, mau kiếm tiền cho tao. Nếu không á thì bây giờ dì định làm gì ạ? Đây đâu phải là lần đầu tiên Tuấn nó đua xe cá độ nợ tiền người ta đâu. Vô trong trại cải tạo người ta dạy cho. Chứ không á, mai mốt lỡ nó làm chuyện gì á, công an người ta cũng bắt đi à. Còn em nữa, cũng may cái chuyện vừa rồi em gây ra nó không có nghiêm trọng. Chứ không á, bây giờ em đã. Nè, chuyện vừa rồi là chuyện gì? Dạ, chuyện là hôm nay á, tôi không đi mua đồ với bà được rồi. Anh Lộc á, ảnh mệt cho nên là đang đi mua cái gì về cho ảnh ăn nè. Ai chả biết bà thương chồng bà nhất rồi. Thôi, để dịp khác gặp nhau nha. Lúc đầu á, anh nghe em á, thì có phải anh nhàn rồi không? Tại lúc trước anh ngu muội nên đã phụ tình cảm của em. Vậy bây giờ anh theo em nhé. Mà em nói cho anh biết, thằng anh em á, nó bỏ kê nguyên cái cu này luôn á. Ông á, chính là chủ nợ của thằng Tuấn, em vợ của anh đấy. Chuyện mà thằng Tuấn nợ tiền á, cũng là một tay em bày ra đúng không? Chẳng cần em bày ra thì chúng nó cũng tự xa bẫy. Ai bảo lũ chúng nó suốt ngày đàn đúng chơi bời. Bị lừa là chuyện đương nhiên thôi mà. Mà trong cái khu này á, 10 nhà thì 9 nhà qua nhà anh em đánh chui mất rồi. Em đúng là giỏi thiệt đó, anh nể em thiệt sự. À, mà em thấy á, bố vợ của anh á, có một mảnh đất. Mà cái đó bán đi á, thì cũng được vài tỷ đấy. Hay là anh lừa ông bà già đó, ký vào giấy chuyển nhượng đất cho anh đi. Sau đó chúng ta bán đi, thì tha hồ tiền mà tiêu. Cô,